cô, sửa cho cái này giùm cô. Hàng thứ hai nhìn theo cô, nhìn theo cô. Đây, nào, hàng thứ hai nào. Thủy Tiến ơi, để ý nhìn cô nào, Thủy Tiến nào. Nào, cái cầm áo dài bên này, Minh Anh đẩy ra ngoài đúng không? Ra ngoài, ra ngược. Rồi, được chưa? Xong từ đây, dùng về hai bên để đó. Chúng lấn lên và để ta. Nào, dùng về hai bên. Bảo Ân lên đây. Đứng lên đây, tâm lấy nhau á, đàn tâm lấy nhau ấy. Đúng rồi, một nhóm bên này đâu. Bên này là gồm những ai, xu đi ở bên này chứ. Xu đi với xu ở bên này. Tâm lấy nhau ở đấy, đúng rồi, cả bàn tâm lấy nhau nè. Cả bàn tâm lấy nhau. Nào, tâm lấy nhau, tâm lấy nhau. Được. Lâm sẽ lên đây nha. Nào, cái nhóm của bên nữa đó. Sao không tâm lấy nhau là. Con đừng ở bên đi luôn đi. Được. Được chưa? Xong từ đây. Nhóm này sẽ đi ra đứng ở đằng sau này. Đi ra sau. Đứng thành một hàng ngang đấy cho cô. Không, cả bạn đứng đó. Xu đi nhớ nhóm của ta đứng đây. Các nhóm đi, nhóm 2, 4 lên đây cho cô. Ra hàng ngang đây. Được, rung tay. Nào, ra hàng ngang rung tay. Được, lên được. Cua ra được không? Chị Huyền Linh xịt sáng người đi. Sáng nhiều vào, lấy hết. Con xịt sáng người đi, sáng người đi. Sáng nhiều vào, sáng nhiều vào. Nữa, nữa, đừng đó. Mình sẽ nối ra câu cua. Thanh con cốt. Con cốt, đừng hiếp. Cho cậu người đã con cũng đỏ một nửa đã từng đứng lên ạ. Đấy, đi ngay vô đây. Nào, không nặng có một đồ gói sơn như thế này. Nào, cả bàn được biến miếng cấp cho cố có. Nào, được chưa? Ta sẽ kết ở đấy nhá. Khi mà kết cố má sẽ không được tải. Cố sẽ mở cái nhà tay chung chung lên. Khi chẳng bàn đi ra thì chỉ đứng đi xuống tay cho cố nhá. Vỗ tay nha. Chú lấn vào người ta phá cố nắng kề người ta, được chưa? Kề của đơn vị nha. Ta chỉ có việc lâm lên. Lâm lên cho đẹp nha, nghe chưa cả lớp? Rồi, bây giờ cả lớp xuống dưới ngô ơi, mặt mát nè. Đói đồ ăn, nha. Đúng lúc ấy. Đúng lúc ấy mình đói. Nào, xu bóng của bạn nào đây? Ừ, có bộ bộ bộ, được rồi.